Sau nhiều năm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo kiến nghị của Hiệp hội Mía đường Việt Nam và ý kiến của các bộ ngành liên quan, năm 2016 Bộ Công Thương đã đề xuất với Chính phủ cho phép tổ chức thí điểm đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý. Năm nay, 94.000 tấn đường vừa được Bộ Công Thương tổ chức đấu giá công khai, minh bạch. Tại phiên đấu giá, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Hội đồng đấu giá Trần Quốc Khánh cho biết, năm 2016-2017, Bộ Công Thương đã tổ chức thành công phiên đấu giá quyền sử dụng hạt ngạch thuế quan nhập khẩu đường. Phiên đấu giá quyền sử dụng hạt ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018 có sự tham gia của các ban ngành, doanh nghiệp và các cơ quan thông tấn. Kết thúc phiên đấu giá, có 4 thương nhân trúng đấu giá 29.000 tấn đường thô và 8 thương nhân trúng đấu giá 65.000 tấn đường tinh luyện. Sau khi có kết quả đấu giá của hội đồng đấu giá, Bộ Công Thương có văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho các thương nhân trúng đấu giá. Khi làm thủ tục nhập khẩu đường, ngoài việc thực hiện các quy định hiện hành, thương nhân phải nộp văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường của Bộ Công Thương với cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật.